Lại được chơi trò chị em sinh đôi rồi. Phải chi chị em mình thân nhau từ nhỏ, mặt đời sinh đôi chắc vui lắm ha. Thôi khỏi đi, sinh đôi gì mà có giống nhau đâu. Mặc đồ sinh đôi sinh ba làm cái gì. Giống chứ, gan của mình giống nhau mà. Sao gan của chị mất nết quá vậy? Giống tôi làm cái gì? Báo. Ừ? Từ nhỏ đến lớn á, toàn là em đánh chị trước, xong rồi chị đánh lại thôi. Chứ chưa bao giờ chị đánh em trước hay chửi em trước đúng không? Nhiều lúc á, em nóng đầu chị muốn hói đầu luôn. Em có thấy là chị nhường em không? Gì? Chị nhường tôi hả? Không dám đâu. Chẳng qua đánh không lại tôi thôi. Nhìn chị vậy thôi á, chứ chị đánh người cũng giỏi lắm. Chửi người ta cũng hay lắm đó. Chị với em xin đôi mà. Em sao chị như vậy? Ý chị là sao cho nó thẳng đi. Em biết tại sao chị để cho em đánh không? Tại vì chị cảm thấy có lỗi với em. Lỗi gì? Từ nhỏ đến lớn, em hết dọn dẹp nhà, rửa chén, nấu ăn, sau đó còn giữ con dư nữa. Còn chị suốt ngày chỉ biết học, chị không có phụ em gì hết. Nhiều lúc chị ngồi học vậy thôi, chứ đầu óc của chị á, toàn nghĩ đến chuyện phụ giúp em thôi. Chị cũng cảm thấy có lỗi với em, nhưng mà chị ngó lơ. Tại vì chị nghĩ á, mình phải giỏi mới được, mình mới có thể thay đổi được mọi thứ. Nhiều lúc em nói là em cảm thấy bị phân biệt đối xử với chị. Còn chị á, thì nghĩ lớn lên sẽ bù đắp hết những việc đó cho em. Nhưng mà mãi đến bây giờ chưa có làm được. Tại chị em của mình cãi nhau nhiều quá. Lúc đi du lịch chị đã định nói với em một chuyện, nhưng mà chưa có cơ hội. Em giỏi lắm á. Nếu như là chị á, chị đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi. À, mà hồi xưa chị nhớ em cũng bỏ nhà đi mấy lần, mà em đi có mấy ngày thôi rồi em về. Sao vậy? Vì chị ở nhà có anh hai, vì đó là nhà mình. Và tôi cũng biết là mình có làm cái gì sai á thì anh hai cũng gánh hết. Mà thật ra là tôi chỉ giả bộ bỏ đi thôi, để cho anh hai để ý. Anh hai thương mình hơn. Ai ngờ anh hai cứ thương chị, nên tôi bực mình. Lúc nào hả, dọn nhà nè, hay là nấu cơm, miệng cũng lầm bầm câu thần chú. Ghét anh hai. Ghét anh hai. Ghét anh hai. Ghét anh hai. Nếu như là chị á, chị còn ghét anh hai nhiều hơn nữa. Chị nhất định sẽ không cho ghen anh hai đâu. Chắc chắn không cho. Chị làm như anh hai chỉ thương một mình chị vậy đó. Chị phải biết được, chắc chắn sẽ không bị chết mất. Chuyện gì vậy? Không sao nói. Mình đáng lý anh hai được phẫu thuật sớm hơn rồi. Ủa? Ghen đâu mà ghét? Mẹ hứa cho ghen anh hai, sau đó trước giờ gây mê mẹ bỏ trốn. Thiệt hả? Anh hai sốc lắm. Xíu chút xíu nữa
là chết đuối dưới sông rồi. Mai là nhờ có anh ba cứu kịp á. Mẹ còn dụ chị hai lấy 700 triệu sau đó đưa cho người yêu, rồi ông ta ôm tiền bỏ trốn mất tiêu. Trời đất ơi, Báo, em đi đâu vậy Báo? Báo, mai mổ rồi đó Báo, em đi đâu vậy? Báo, sao vậy? Trời đẹp quá, trời quá đất luôn á. Ôi ơi, trời hết hồn. Trời ơi, mày đang bận tay, để sau nói đi. Mày lên đây. Ôi, ra đây. Chờ xong dán này cái đã. Xong đã. Trời, bà đang hên mà. Không phải tôi vậy trời. Trời ơi, không giỏi đi. Ra đây. Trời ơi, 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 cái con chó này con bị làm sao nữa vậy hả? Bố mẹ ra coi. Thiệt tình à, học tính tốt không học, đi học tính con đồ thằng Ngọc. Mà sao dạo này á, hai đứa bay hợp nhau vậy hả? Thấy là lôi kéo, thấy là lôi kéo à. Đổi số điện thoại mới hả? Đưa cho mẹ coi. Tôi làm gì? Bà định dụ tôi để báo vô động nữa hả? Nói gì bậy bạ không à. Nói nhiều mở miệng lắm. Trả 700 triệu đây. Con cứ đưa cho mẹ tiền đâu mà đòi vậy hả? Tiền mà lấy của chị hai đó, đưa đây. Đã nói là bị lừa rồi mà, còn đâu mà đòi hoài vậy? Nè, tại sao mà nó mà hiến dâng cho anh hai rồi bỏ trốn? Đứa con của bà cũng lừa đảo sao? Lừa đảo đâu mà lừa đảo, mẹ tính cho thiệt đó. Nhưng đến phòng mổ rồi á, sợ quá nên suy nghĩ lại. Lỡ mổ chết luôn trong đó thì sao? Rồi bà bỏ trốn hả? Bà nói thiệt đi, bà đem tôi bán cho bà đúng không? Bán gì chứ? Trời ơi, còn nhỏ thiệt tình là nói chuyện với mẹ nó hết bà này rồi bà kia. Sống với thằng Ngọc hả? Riết rồi á, bất hiếu y như nó vậy. Bà nghĩ là bà xứng đáng để tôi gọi bà là mẹ hả? Đứa con gái của bà còn bán lấy tiền mà. Bây giờ con mặt mũi á, xứng mẹ với tôi sao? Tại bà mà tôi ghét anh hai. Tại bà mà tôi trở thành một người xấu xa vô ơn đó. Bán gì mà bán? Tại con xui lọt vào mắt xanh của mấy tên giang hồ đó. Đừng đổ thừa cho mẹ. Ủa? Sao mặc bộ đồ này? Bệnh hả? Mà tôi ngộ. Tôi và chị Châu sẽ hiến ngang cho anh hai. Anh em phải vậy thôi. Cũng mừng cho thằng Ngọc đó. Tụi con còn trẻ, gan còn khỏe. Mẹ già rồi, gan xài đâu có được nhiều đâu. Thôi đừng kiếm cớ nữa. Trả tiền đây. Trả tiền đây. Đã nói là không có tiền rồi mà. Võ kêu đó về đây nè, mẹ sẽ đòi tiền lại cho con. Đáng ra tôi phải nghe lời anh hai. Đáng ra tôi không nên đến đây tìm bà. Bà lúc nào cũng chỉ cưng chiều, cung phục cho mấy ông đàn ông thôi. Còn con của bà coi như vẻ rách vậy đó. Bà biết không, anh em tôi á, ngày nào cũng chỉ mong có mẹ. Cho nên dù mẹ cứ bỏ nhà đi, mẹ nói gì cũng tin hết. Bà có xấu xa cỡ nào, anh em tôi đều mong bà, đều nhớ bà. Tối nào á, tôi cũng nằm mơ thấy mẹ bỏ đi. Tỉnh dậy á, ngôi ướt hết rồi. Nhưng mà tại sao mẹ tôi lại là một người như bà hả? Bà không xứng đáng là mẹ của tôi đâu. Cho dù sau này bà có chết rồi á, tôi cũng không để tay cho bà đâu. Nè, nè, con, ai cần con để tang hả? Đi, đi luôn đi.
đứa nào cũng chửi, chết đừng có tìm. Biết vậy không đẻ đứa nào hết á. Thiệt chứ. Bà ít đúng không? Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nhận được phản ánh của người dân. Bà đang lập phòng đánh bài ăn tiền, gây ồn ào làm mất trật tự khu phố. Chúng tôi mời bà về phường làm việc.